Nho sữa Trung Quốc bị Thái Lan cảnh báo, Việt Nam có nên lo lắng? Mới đây, mạng lưới cảnh báo thuốc trừ sâu Thái Lan đã đưa ra cảnh báo về tình trạng ô nhiễm nho sữa, sau khi phát hiện hầu hết mẫu trái cây thu thập được đều chứa dư lượng hóa chất độc hại vượt quá mức tối đa cho phép. Cơ quan này trước đó đã mua 24 mẫu nho phổ biến từ nhiều địa điểm khác nhau vào đầu tháng 10. Kết quả, 23 trên 24 mẫu nho sai Muscat, nho sữa được thử nghiệm đều phát hiện nhiễm chất độc hại. Trong đó, có 9 mẫu nho sữa được xác định là hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, 15 mẫu còn lại không xác định được xuất xứ. Đáng chú ý, một mẫu nho sữa phát hiện có thuốc trừ sâu bị cấm ở Thái Lan, 22 mẫu chứa 14 dư lượng hóa chất có hại vượt quá giới hạn an toàn và 50 dư lượng thuốc trừ sâu khác. Nhiều loại thuốc trừ sâu có khả năng thẩm thấu vào nho giúp tươi lâu hơn. Liên quan đến tin tức kết quả kiểm tra nho sữa phát hiện dư lượng thuốc bảo vệ thực vật từ Thái Lan, Cục Bảo vệ thực vật cho hay đã liên hệ và lấy thông tin chính thức từ Bộ Nông nghiệp và FDA Thái Lan. Trên cơ sở kết quả phân tích và cảnh báo chính thức từ Thái Lan, cục sẽ xem xét và áp dụng phương thức kiểm tra chặt đối với các lô hàng nho nhập khẩu từ Trung Quốc. Ngoài ra, Cục Bảo vệ thực vật sẽ tiếp tục trao đổi thông tin ở các kênh cảnh báo về an toàn thực phẩm quốc tế để đánh giá nguy cơ an toàn thực phẩm đối với nho của Trung Quốc. Vụ nho sữa Trung Quốc ở Thái tồn dư thuốc trừ sâu, Cục Bảo vệ thực vật lên tiếng. Trước cảnh báo nho từ Trung Quốc có dư lượng thuốc trừ sâu vượt quá giới hạn cho phép nhập khẩu vào Việt Nam, ông Nguyễn Quang Hiếu, Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, Cục Bảo vệ thực vật kiểm tra 10 mẫu nho nhập khẩu từ Trung Quốc, kết quả cho thấy không phát hiện mẫu vi phạm an toàn thực phẩm, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật của Việt Nam. Từ năm 2024, Cục Bảo vệ thực vật đã đưa vào chương trình giám sát về an toàn thực phẩm đối với nho nhập khẩu. Qua kiểm tra 10 mẫu nho nhập khẩu Trung Quốc, kết quả cho thấy không phát hiện mẫu vi phạm an toàn thực phẩm, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật. Năm 2023, kiểm tra 77 mẫu và phát hiện 1 mẫu, 1,3% vi phạm quy định của Việt Nam. Trước thông tin nho sữa Trung Quốc bị phát hiện chất độc hại ở Thái Lan, Cục Bảo vệ thực vật cho biết sẽ liên hệ và lấy thông tin chính thức từ Bộ Nông nghiệp và FDA Thái Lan. Trên cơ sở kết quả phân tích và cảnh báo chính thức từ Thái Lan, cục sẽ xem xét và áp dụng phương thức kiểm tra chặt đối với các lô hàng nho nhập khẩu từ Trung Quốc. Đồng thời, tiếp tục trao đổi thông tin ở các kênh cảnh báo về an toàn thực phẩm quốc tế để đánh giá nguy cơ an toàn thực phẩm đối với nho của Trung Quốc. Tuy nhiên, thông tin về vấn đề này cần được đưa tin chính thức từ các cơ quan quản lý, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tránh gây dư luận không chính xác trong xã hội. Được biết, việc kiểm tra an toàn thực phẩm đối với lô hàng trái cây nhập khẩu hiện nay đang được thực hiện theo quy định tại Nghị định 15/2018/NDCP ngày 2 tháng 2 năm 2018 của Chính phủ ban hành quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm. Nghị định quy định 3 phương thức kiểm tra an toàn thực phẩm bao gồm kiểm tra chặt, kiểm tra thông thường và kiểm tra giảm. Áp dụng phương thức nào là dựa trên các đánh giá nguy cơ về an toàn thực phẩm với các lô hàng trên mặt hàng nhập khẩu. Trong đó, phương thức kiểm tra giảm, kiểm tra hồ sơ tối đa 5% trên tổng số lô hàng nhập khẩu trong vòng 1 năm do cơ quan hải quan lựa chọn ngẫu nhiên. Phương thức kiểm tra thông thường chỉ kiểm tra hồ sơ của lô hàng nhập khẩu. Cuối cùng là phương thức kiểm tra chặt, theo đó kiểm tra hồ sơ kết hợp lấy mẫu kiểm nghiệm từ số liệu giám sát, hậu kiểm, cảnh báo an toàn thực phẩm trong nước và quốc tế, vi phạm an toàn thực phẩm qua các năm, cơ quan quản lý chuyên ngành quyết định áp dụng phương thức kiểm tra thông thường hay kiểm tra chặt đối với lô hàng, mặt hàng. Hiện tại các lô trái cây trong đó có nho nhập khẩu vào Việt Nam đều đang được áp dụng phương thức kiểm tra an toàn thực phẩm thông thường, chỉ kiểm tra hồ sơ. Trình tự, thủ tục kiểm tra an toàn thực phẩm được thực hiện theo quy định tại Nghị định 15. Theo Cục Bảo vệ thực vật, bên cạnh công tác kiểm tra an toàn thực phẩm đối với trái cây nhập khẩu trước thông quan, hàng năm, cơ quan này còn thực hiện chương trình giám sát an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nguồn gốc thực vật nhập khẩu, thông qua việc lấy mẫu phân tích các chỉ tiêu an toàn thực phẩm, đặc biệt tập trung các chỉ tiêu về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trên trái cây nhập khẩu. Mục đích là đánh giá mức độ an toàn các thực phẩm nhập khẩu, thể hiện qua sự tuân thủ các quy định an toàn thực phẩm của Việt Nam. Đồng thời phục vụ hoạt động kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu, ngăn chặn các lô hàng không bảo đảm an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng trong nước. Từ đó kịp thời đề xuất với cơ quan quản lý bổ sung hoặc thay đổi các chỉ tiêu kiểm tra, mặt hàng kiểm tra đối với thực phẩm nhập khẩu để phù hợp với tình hình thực tế. Nho sữa Trung Quốc, từ hàng sang trọng đến giá rẻ, liệu có an toàn? Nho sai Muscat, nho sữa là giống nho nổi tiếng của Nhật Bản. Loại nho này xuất hiện tại thị trường Việt gần chục năm nay với số lượng khá khiêm tốn vì giá đắt đỏ. Chỉ vài năm gần đây, khi Trung Quốc mở rộng vùng trồng, nho sữa mới đổ bộ chợ Việt với số lượng lớn, giá cũng ngày càng rẻ. Loại nho sữa này quả to, màu xanh bóng bẩy, có hạt hoặc không có hạt. Khi nho chín ăn có vị ngọt đậm và thơm mùi sữa khá đặc biệt. Hiện nho sữa Trung Quốc được giao bán la liệt tại các siêu thị, cửa hàng, chợ online và phủ khắp hàng rong vỉa hè với giá siêu rẻ nên rất hút khách. Trên thị trường, nho sữa được bán phổ biến với giá 50.000 đến 80.000 đồng trên kg. Thậm chí, có loại giá chỉ 20.000 đến 30.000 đồng trên kg, rẻ như giá rau ngoài chợ. Trung bình một đầu mối bán trái cây có thể tiêu thụ hết vài chục cân, đến vài tạ nho sữa Trung Quốc mỗi ngày. Còn ở hệ thống cửa hàng trái cây, con số nho sữa bán ra mỗi ngày lên tới hàng tấn, thậm chí vài tấn. Thời gian gần đây, nho quý tộc, xuất xứ Trung Quốc trở thành loại trái cây khoái khẩu của nhiều gia đình Việt. Tuy nhiên, khi hay tin cơ quan chức năng Thái Lan phát hiện nho sữa Trung Quốc có chất cấm và nhiều dư lượng hóa chất có hại vượt ngưỡng cho phép, không ít người tiêu dùng lo lắng vấn đề an toàn, bởi mặt hàng này đang bán tràn ngập chợ Việt.
Trên các diễn đàn mạng xã hội, thông tin Thái Lan phát hiện nho sữa Trung Quốc có chất cấm được chia sẻ rầm rộ, kèm theo cảnh báo mọi người nên cẩn trọng khi mua ăn. Không ít bà nội trợ Việt cảm thấy lo trước thông tin này. Thống kê sơ bộ từ Tổng cục Hải quan, tính đến hết tháng 9 năm 2024, các thương nhân và doanh nghiệp ở nước ta đã chi ra 696,59 triệu USD, tương đương khoảng 17.400 tỷ đồng, để mua các mặt hàng rau quả Trung Quốc, trong đó có nho sữa. Không chỉ vậy, trong danh sách các loại trái cây nhập khẩu nhiều nhất về Việt Nam, nho luôn là mặt hàng đứng thứ hai. Trung Quốc cũng là nguồn cung cấp trái cây lớn nhất cho thị trường Việt Nam. Cục Bảo vệ Thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, đối với nho nhập khẩu, Cục Bảo vệ Thực vật đã đưa vào chương trình giám sát về an toàn thực phẩm năm 2024. Theo đó, Cục đã kiểm tra 10 mẫu nho nhập khẩu từ Trung Quốc. Kết quả cho thấy không phát hiện mẫu vi phạm an toàn thực phẩm, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật của Việt Nam. Cục Bảo vệ Thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, tại thị trường Việt Nam chưa phát hiện mẫu nho có dư lượng vượt ngưỡng. Trong cái thời gian qua, thì mặt hàng nho sữa cũng là một cái mặt hàng được nhập nhiều vào Việt Nam. Và trong năm 2024 thì cũng đã có khoảng 10 lô hàng là đã được lấy mẫu để kiểm tra trong cái chương trình giám sát. Tuy nhiên là chúng ta có thể kết quả cho thấy là chúng ta cũng chưa phát hiện ra cái mức dư lượng nó vượt quá mức cho phép. Sau khi liên hệ và lấy thông tin chính thức từ Bộ Nông nghiệp và Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Thái Lan, Cục Bảo vệ Thực vật nước ta sẽ xem xét và áp dụng phương thức kiểm tra chặt đối với các lô hàng nho nhập khẩu từ Trung Quốc. Hiện Cục Bảo vệ Thực vật cũng đang có các chương trình giám sát về an toàn thực phẩm để kịp thời ngăn chặn các nguy cơ có thể dẫn đến mất an toàn thực phẩm, đồng thời đánh giá mức độ an toàn của các sản phẩm nhập khẩu vào Việt Nam, phát hiện kịp thời những vi phạm để từ đó thay đổi các phương thức kiểm tra. Thông tin về kết quả giám sát nho Trung Quốc 2023, lãnh đạo Cục Bảo vệ Thực vật cho biết kiểm tra 77 mẫu, phát hiện 1 mẫu, chiếm 1,3%, vi phạm quy định của Việt Nam. Về tin tức kết quả kiểm tra nho sữa phát hiện dư lượng thuốc bảo vệ thực vật từ Thái Lan, Cục Bảo vệ Thực vật đã liên hệ và lấy thông tin chính thức từ Bộ Nông nghiệp và FDA Thái Lan. Trên cơ sở kết quả phân tích và cảnh báo chính thức từ Thái Lan, cơ quan này sẽ xem xét và áp dụng phương thức kiểm tra chặt đối với các lô hàng nho nhập khẩu từ Trung Quốc. Bên cạnh đó, Cục Bảo vệ Thực vật sẽ tiếp tục trao đổi thông tin ở các kênh cảnh báo về an toàn thực phẩm quốc tế để đánh giá nguy cơ an toàn thực phẩm đối với nho của Trung Quốc. Theo đại diện Hiệp hội Rau quả Việt Nam khẳng định, hoa quả Trung Quốc nhập vào Việt Nam không đáng lo về chất lượng, an toàn thực phẩm cũng như áp lực cạnh tranh, không nên tin vào những lời đồn đoán không được chứng thực, bởi hoa quả nhập khẩu vào Việt Nam được kiểm duyệt rất kỹ. Sản phẩm hoa quả Trung Quốc đang ngày càng được nâng cao hơn về chất lượng. Doanh nghiệp trồng trọt của Trung Quốc dù đem hàng đi tiêu thụ trong nước hay xuất khẩu đều khai báo mã số vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói. Trước khi vào thị trường Việt Nam, các loại hoa quả đều được Cục Bảo vệ Thực vật kiểm định, kiểm duyệt kỹ càng. Vì thế, người dân không nên lo lắng mà cần theo dõi thông báo chính thức từ các cơ quan chức năng của Việt Nam.